Thông tin kể trên được hãng CNN công bố vào ngày 14 tháng 4. Dẫn lời một nhà điều tra Mỹ, CNN cho biết có bằng chứng cho thấy cơ phó Farid Abu Hamid từng cố gắng liên lạc bằng điện thoại di động vào thời điểm MH370 biến khỏi màn hình radar. Quan chức này cho biết một trạm thu phát sóng điện thoại di động ở Penang, Malaysia, cách nơi thiết bị truyền sóng của máy bay MH370 phát hiện tín hiệu lần cuối 250 km, đã phát hiện tín hiệu từ điện thoại của cơ phó Farid Abu Hamid. Chiếc điện thoại này trong tình trạng tìm kiếm dịch vụ vào khoảng 30 phút sau khi chiếc máy bay đột ngột chuyển hướng về phía Tây. Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay MH370, mới đây, tàu lặn không người lái Bluefin 21 đã tự động dừng cuộc tìm kiếm đầu tiên ở dưới đáy biển Ấn Độ Dương chỉ sau 6 giờ do đi vào vùng nước sâu hơn khả năng hoạt động của nó. Sau khi đi qua khoảng 6 giờ trong nhiệm vụ của mình, Bluefin 21 vượt qua giới hạn hoạt động ở độ sâu 4.500m và tính năng an toàn đã trả nó trở lại bề mặt. Dữ liệu được tàu thu thập trong 6 giờ đang được chọn lọc và phân tích. Dự kiến Bluefin 21 sẽ phải mất khoảng 2 tháng để tìm kiếm được toàn bộ vùng nước có diện tích khoảng 40 km2, được xác định nhờ các tín hiệu được cho là xuất phát từ hộp đen. Các chuyên gia cho biết, bộ phát tín hiệu trên hộp đen của chiếc MH370 có thể đã ngừng hoạt động do pin cho bộ phát tín hiệu chỉ đủ cung cấp cho bộ phát tín hiệu trong vòng 30 ngày. Vì thế, chiến dịch tìm kiếm đã chuyển sang giai đoạn sử dụng tàu ngầm không người lái để tìm kiếm dưới nước.